Hola, hola, xin chào các bạn đang xem kênh Me Tay Vlog. Và bây giờ là Me chuẩn bị làm bánh các bạn ơi. Thì Me sẽ làm bánh sô-cô-la giống như cái hình này. Tất nhiên là không có giống 100% được nha các bạn. Tại vì khi làm ra là nó chỉ giống phần này thôi. Chứ còn cái phần này là mình sẽ phải làm sau, mình phải trét kem sau nữa. Thì cái bột này là cái bột làm bánh người ta đã pha sẵn các bạn à. Me đã làm hai lần rồi, nhưng mà mấy lần trước là làm vị vani, làm cái vị căn bản rồi mình bỏ trái cây các thứ vào. Thì đợt này là trái cây nó không còn, mùa hè nó không còn trái cây dồi dào nữa, cho nên là Me làm cái vị sô-cô-la. Thì đó, thì đây là cái màu cacao đó các bạn. Sau khi mà mình pha trộn xong thì sẽ nướng ra cái màu, Me không biết là nó có sẽ ra cái màu mà rất là đậm giống như trong hình hay không ha. Thì đó, thì để lát nữa làm ra như thế nào, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên Me làm cái vị sô-cô-la. Thì cái bột này là bột pha sẵn ha. Mình chỉ cần pha tỷ lệ nước và trứng và dầu ăn. Sẽ cho bột vào cái thau này nha các bạn. Cho hết bịch luôn. Nhiều bột ghê các bạn ơi. Sao mà cái hướng dẫn nó kêu cho một cái cấp nước. Một cấp nước là cái này nè các bạn. Có 250ml à. Chút xíu xíu à, mà cho quá chừng bột luôn nè. Đó, thau bột luôn các bạn ơi. Ba cái trứng. Hy vọng là ba cái trứng với lại cộng với dầu ăn nó sẽ thêm cái chất lỏng để làm cho cái bánh nó không có bị khô ha. Nó kêu ba cái trứng lớn, nhưng mà chắc là Me cho bốn cái trứng qua các bạn ơi. Tại vì Me thấy cái trứng nhà Me nó không có được lớn. Nên không? Nên cho bốn cái trứng không? Cho trứng nhiều cho nó ngon ha. Cho thêm cái trứng nữa đi. Đó, làm sai hướng dẫn sử dụng đó. Để coi là nó sẽ ra kết quả như thế nào nha các bạn. Cãi thầy đuổi đè là xong luôn. Rồi bây giờ thì cái phần dầu ăn á, để Me rửa cái tay cái đó. Cái phần dầu ăn á thì người ta kêu là 80ml. Mà Me không có cái đồ để đông, Me không có muốn đổ dầu ra cái gì đó để lát nữa mình phải rửa. Cho nên là Me sẽ quyết định Me cân cái này lên à, Me tới khi nào mà nó được 80ml thì Me sẽ ngưng lại ha. 80ml dầu cũng nhiều đó các bạn. 20, 30, 40, 50, 61, 70, 81, 86 luôn các bạn ơi. Thôi lỡ rồi kệ, chơi luôn, cãi thầy đuổi đè đó nè. Thôi chắc giảm lại quá, sợ quá các bạn ơi. Rồi tè le chảy gần lưng. Rồi ok. Đó, lại dính ra đây rồi. Đó, đổ vô đây luôn ha. 80ml dầu ăn. Đó, các bạn nhìn thấy nhà Me có nguyên cái bộ các cái loại máy màu đỏ không? Này màu đỏ, nồi cơm điện màu đỏ, máy pha cà phê màu đỏ luôn. Đó, ngẫu nhiên thôi các bạn ơi. Cái nồi cơm điện á là Me mua ha. Còn cái máy pha cà phê á là chị chồng tặng. Còn cái máy này á, là chủ nhà này người ta có sẵn rồi. Mai mốt Me chuyển đi nhà khác thì Me phải mua cái khác, hoặc là hy vọng là chủ nhà bên kia người ta mua cho mình. Đó, lắp cái này vào và bắt đầu đánh trứng. Thực ra là Me sợ thế nào nó cũng văng tùm lum tà la lên cái chỗ này. Bây giờ là đánh theo cái mức độ ghê các bạn. Được rồi. Nó văng tùm lum các bạn ơi. Đó, nó là như vậy đó các bạn. Nhưng mà Me sẽ trộn sơ sơ bằng tay rồi. Chắc là sao thấy nó đặc quá các bạn ơi. Các bạn biết chuyện gì xảy ra không? Me quên đổ nước. Hèn gì thấy nó đặc khó chịu ha. Bây giờ Me đổ nước vô các bạn ơi. Đó, bây giờ là đổ nước vô rồi nè. 200ml nè, 250 chứ. Đó, làm bánh làm gì kiểu gì kỳ cục quá à. Bây giờ mới cho nước vào đánh nè ha. Rồi bây giờ mới... Ủa, nó băng tùm lum. Rồi các bạn ơi, Me kết thúc khuấy bột ở đây ha. Rồi bây giờ sẽ quay qua cái đoạn cho cái hỗn hợp bột này vào cái khay để và cho vào lò nướng nha. Me sẽ bật lò nướng từ bây giờ luôn cho nó nóng, tại vì thường là 10 đến 15 phút cái lò nó mới đạt đến cái nhiệt độ như mà mình mong muốn được. Các bạn ơi, ở đây Me có một ít bơ này ha. Me cho nó tan chảy rồi sau đó Me dùng cái cọ quét. Me quét lên cái khuôn cho nó ướp cái lớp này để làm chi, để khi mình nướng bánh nó không bị dính, thì Me hy vọng thôi. Chứ thật ra Me thấy một số lần á, Me phải dặn lót cái tấm giấy nến kia, nhưng mà lót cái tấm giấy nến đó thì
cái bánh á, nó không có được đẹp bởi vì nó có những cái đoạn nó bị nhăn nhăn á, giấy nó sẽ có những cái đoạn bị, nhất là những cái gốc á, nó nhăn nhăn cho nên là ra cái bánh bây giờ me không có thích. Thì hôm nay me làm, me quyết định là me không có không không có lót với nến mà me chỉ quét thật là nhiều bơ, thì me hy vọng là nó không có bị dính, ngày hôm nay nó sẽ không có bị dính bánh. Thì bây giờ là sau khi me lót xong một cái lớp bơ như thế này rồi thì me đổ và bột vào nha các bạn. Đó, nếu như mà đổ mà không có đủ thì me sẽ tăng thêm, đổ thêm một vào một cái khuôn khác. Me có hai khuôn, có me nhiều khuôn lắm các bạn ơi, nhưng mà để xem là nếu như mà thiếu thì mới bỏ vào. Thì bây giờ me sẽ đổ bột vào khuôn nha, lát nữa nó còn nở lên nữa các bạn ơi. Rồi đây các bạn ơi, là bột me đã cho vào khuôn xong rồi ha. Thì cái cupcake me cho 4 cái thôi bởi vì là me thấy là như vậy là đủ rồi. Thì bây giờ là cái lò nướng cũng đã nóng rồi, me sẽ cho vào lò nha. Thì thật ra là cái này me sẽ nướng khoảng 21 phút bởi vì là nó nhỏ và nó không có dày. Còn cái này me sẽ nướng trong khoảng 36 phút các bạn à. Từ 31 đến 36 thì lúc đó me sẽ canh ha. Bây giờ me sẽ cho vào lò nướng nha các bạn. Cho vào ngay giữa lò. Bánh đã vào lò nha các bạn. Hai khuôn bánh me đã cho vào lò và bây giờ là me chờ 21 phút, me sẽ lấy cái khuôn nhỏ ra, còn 36 phút là sẽ lấy cái khuôn lớn ha. Các bạn ơi, me nướng đã được 20 phút rồi, bây giờ me sẽ lấy cái khay nhỏ ra nha. Sẽ lấy ra là kiểm tra xem bây giờ nó đang như thế nào rồi. Wow mẹ ơi, các bạn ơi, cho các bạn xem nè, nó phồng lên to ơi là to luôn, trời đất ơi, nó đụng luôn cái đó luôn kìa các bạn. Bây giờ me sẽ lấy ra nha, rồi me phải xử lý cái khay này chứ không thôi là ôi trời rồi. Me sẽ xử lý cái khay này, lấy cái này ra, rồi me sẽ lấy cái này ra các bạn ơi. Nó phồng lên như vậy là nó làm cho cái bánh không được nở, không biết nó chín chưa nữa chứ. Lại đã nha, kiểm tra xong rồi bây giờ me sẽ thử bánh nha. Ồ, khô luôn rồi các bạn, chắc là me sẽ thử cái bánh kia luôn quá đó, được, tại vì me thấy cái độ phồng của nó khá là cao cho nên là me muốn thử xem là nó chín hay chưa. Cái này còn ướt nè các bạn, tức là chưa chín ha. Đây me sẽ cho các bạn xem cái bánh nè, đó nó phồng lên quá chừng luôn ha. Lát nữa me sẽ cho lên đây một ít cái sô cô la, cái dạng sô cô la mà dạng kem á các bạn. Me sẽ trét lên, sau đó me sẽ rắc cái cốm màu lên nữa nhìn cho nó đẹp ha. Rồi me nghĩ là bây giờ me sẽ lấy ra các bạn ơi, me tắt đi. Đó. Lấy ra. Không biết là thấy nó nứt rồi này các bạn, thấy không? Nó nứt cái đường này me nghĩ là nó khô rồi đó. Để me lấy một cái cây xăm khác, me xăm thử xem. Tại vì cái cây cũ nó bị ướt á, nó ướt cho nên là me sợ là me xăm vào thì nó vẫn ướt các bạn. À khô rồi. Đó, nhìn các bạn thấy sạch sẽ, khô ráo. Me không hiểu cái phần này nó bị như thế nào nữa các bạn. Nhìn nó khô quá ha. Nhìn cái bánh nó không có được mướt. Đó, thành phẩm của me ha. Rồi, không biết là cho ai đi các bạn ơi, tại vì ăn làm sao cho hết. Để một lúc nữa nó sẽ xẹp xuống. Các bạn ơi, bây giờ là me sẽ lấy một cái bánh, me không hiểu vì sao mà cái bánh nó xệ qua bên này các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Đó, nó xệ qua bên này nè. Thì bây giờ là me sẽ dùng cái kem sô cô la. Đó, cái dạng này me sẽ phủ lên một lớp tại vì ông xã me thích ăn vậy đó các bạn. Đó. Chứ me thì me thấy là quá hớp rồi các bạn à, quá nhiều sô cô la, quá ngọt ha. Rắc thính lên. Thính này là hồi nhỏ là mơ ước rồi các bạn. Ừ. Hồi nhỏ là mơ ước được có cái này mà ăn á. Hồi nhỏ chỉ mong bị bệnh để được cho ăn cốm vitamin thôi các bạn ơi. Trẻ con thời nghèo khổ nó vậy. Mà me nghĩ bây giờ trẻ con bây giờ nó cũng còn thích cái này ha.
đồ ngọt mà cộng thêm nhiều màu sắc nữa. Bây giờ me sẽ rắc lên. Ui, dễ thương quá các bạn ơi, dễ thương quá. Đó, đáng yêu chưa? Bây giờ mẹ thử đem qua coi là ông xã ông phản ứng như thế nào khi mà ông thấy bánh mà sắc màu như vậy nha. Các bạn nhìn thấy cái thế bánh nó kỳ không? Nó quẹo quẹo quá. Cười quá bạn ơi. Đi à, qua qua phản ứng như thế nào? Tàn tan 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 tan. Ở ông xã me mê với cái này lắm các bạn, me làm là làm cho ông xã me chứ me đâu có ăn bao nhiêu đâu mà me không có thích ăn đồ ngọt. Cái bánh nó ra cái thế quá hết sức là kỳ cục, xấu xí dễ sợ luôn á. Rồi các bạn ơi, bây giờ me trang trí như vậy nè, me cho những cái trái này lên trên cái bánh sau khi đã trang trí đó, nhìn vuông vắn không các bạn? Đó, còn ông xã mình sẽ làm cà phê. You can make love. Đó, làm cà phê để ăn với bánh. Excuse me. J'aime les gâteaux. Pas moi. You mentioned about what? About the cake?